Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ nè. Nhưng mà mình sẽ nói về cái vấn đề mà hoa của mình mà nó làm nụ trễ nha các bạn. Dành cho những bạn mà ở xứ lạnh và cũng như là ở cái khu vực là miền Nam của mình nha. Tại vì ở trong cái thời điểm này mà dạng thọ của mình mà nó chưa làm nụ các bạn là có thể là nó trễ. Tại vì năm nay mình thấy cái thời tiết các bạn nó lạnh hơn là mấy cái năm về trước. Do đó là khi mà cái không khí lạnh các bạn là hoa của mình nó rất là chậm luôn, chậm phát triển á. Và cách xử lý nó như thế nào á, thì bây giờ nè, thì đối với mà những bạn nào mà chưa làm nụ á, thì các bạn á, là có thể là các bạn đem ra nắng ha. Còn nếu như là không có nắng thì các bạn có thể là xông cho nó một cái đèn. Và đồng thời ở đây thì chúng ta sẽ giảm nước cho nó khoảng đâu là 3 đến 4 ngày nha các bạn. Giảm nước ở đây á, là ví dụ như là lúc trước á, là mình tưới nước á, sáng mình tưới một lần nè, trưa mình tưới một lần nè, chiều mình tưới một lần nè. Thì bây giờ thì mình sẽ cắt cái cử buổi trưa và cái cử là buổi chiều nha các bạn ha. Và khoảng đâu là 3 đến 4 bữa sau á, là hoa của mình là nó sẽ làm nụ nha các bạn ha. Thì chúng ta khi mà hoa của mình làm nụ rồi các bạn, thì các bạn có thể là các bạn thúc nó bằng những cái loại thuốc như là Atonit ha, để cho nó mau phát triển nha các bạn. Cũng muốn nhanh nữa thì các bạn có thể là sử dụng thằng rầu riếp ha, sử dụng là nửa gói thôi là nó sẽ là phát triển ha, kết hợp với thuốc sâu các bạn. Các bạn xịt cho nó sẽ là phát triển nhanh ha. Thì đó là cái cách khắc phục mà khi hoa của mình mà nó làm nụ trễ. Còn hoa của mình mà nó làm nụ sớm thì mình đã chia sẻ cho các bạn vào cái video trước rồi, thậm chí là hai cái video luôn á, thì các bạn có thể là xem lại nha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào cái nội dung là mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình nha. Rồi thì câu hỏi đầu tiên của một bạn tên là Đặng Thị Kim Hà nè. Thì bạn này bạn hỏi mình là cái bông dạng thọ của bạn bây giờ nó ốm quá và bạn đã ngắt ngọn rồi, thì bây giờ mình nên phun những cái loại thuốc gì? Thì ở đây thì bạn có thể là sử dụng cái thằng bé mập với thằng là siêu bông chèo để bạn xịt phun cho nó ha, đặng nó phát triển nha. Và đồng thời ở đây thì chúng ta sẽ xịt dưỡng thằng Atonit hoặc là thằng cơm cát. Và tưới phân ở đây thì các bạn có thể là tưới phân là phân hữu cơ bánh dầu ha, hoặc là các bạn có thể sử dụng là phân hóa học cũng vẫn được ha. Ví dụ như là 20-15 nè, 30-10 nè, thì các bạn pha và các bạn tưới cho nó là được nha. Tiếp tục là câu hỏi của bạn là Ngọc Thanh nè. Bạn này bạn hỏi mình là bạn gieo cái bữa là mùng 3 tháng 11 âm lịch và các bạn là ra chậu vào bữa 25 tháng 11 âm lịch. Bây giờ thì cây có kịp Tết hay không? Kịp Tết hay không là có thể là do cái yếu tố là thời tiết nữa nha các bạn ha. Cái thời tiết này là cái thời tiết lạnh, cây của mình có thể là nó rất là chậm luôn. Các bạn là phải là sử dụng là cái cách là xông đèn ha, để cho cây của bạn là nó phát triển nhanh. Đồng thời các bạn nên sử dụng những cái loại thuốc mà kết hợp cái có GA3 nha các bạn ha. Tuy rằng là các bạn xịt những cái dòng thuốc có GA3 thì cây của mình nó sẽ rất là tông, và các bạn phải là tưới phân như cái lúc nãy mình chia sẻ là các bạn có thể là sử dụng cái bánh dầu nha, là được nha. Bánh dầu rất là tốt luôn. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là NT85 nè. Bạn này bạn hỏi mình á, một cơi là sao anh? Một cơi có nghĩa là bạn là ngắt ngọn là một lần ha. Và cái thời điểm này là các bạn là nên là ngắt ngọn cho nó là được ha. Thậm chí là những bạn mà đi cơi hai á, là các bạn cũng nên là ngắt ngọn cho nó là cái thời điểm này là được nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là miền Tây 84 nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là anh ơi là xong đèn là bao nhiêu ngày là mình tắt? Rồi nè, đây mình sẽ nói về cái vấn đề là khi cái cây dạng thọ của mình á, mà nó chậm phát triển đúng không, là các bạn có thể là xông đèn đặng cho nó mau phát triển. Và khi mà nó ra được những cái nụ hoa các bạn, là các bạn phải lập tức các bạn dẹp cái đèn liền. Và khi mà cái hoa của mình mà nó đã xây cái kén rồi đó mà bạn muốn nó nhanh nữa thì bạn mới được là xông đèn. Nếu như mà trong cái giai đoạn mà nó đang làm nụ các bạn mà các bạn xông đèn đúng không, là cái hoa của mình á, là cái nụ có thể là nó bị điếc hoa đó. Một số là cái hoa chính nó sẽ bị điếc nha. Nói chung là cũng tùy giống, nhưng mà mình ở đây mình phòng thôi, là các bạn là nên không nên là xông đèn nha. Xông đèn khi mà nó đã làm nụ rồi mình bỏ đèn, và đến khi mà nó đã xây kén rồi thì các bạn là mới là tiếp tục là xông đèn nha. Thì đó là cái kinh nghiệm riêng của mình muốn chia sẻ lại cho mọi người thôi. Thậm chí là mọi người đi ra ngoài đường đi, mọi người sẽ thấy một số anh em mà trồng bông dạng thọ mà ở ngoài đường đó là người ta hay che lại khi mà cái giai đoạn mà nó làm nụ nha các bạn ha. Rồi tiếp tục nè, câu hỏi của bạn là bất ngờ. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn là bị thối thân thì phải làm sao? Thì ở đây là bạn phải là xịt phòng thằng Alias hoặc là thằng Ridomin ha, đặng cho nó sẽ không có bị là thối thân. Tại vì khi mà nó bị di khuẩn các bạn mà các bạn không xịt phòng là nó sẽ bị là thối thân á, thậm chí là lỡ cổ rễ là nó chết nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là bỉ ngạn. Bạn này bạn hỏi mình là hoa của nhà em chơi Tết là năm nay sau nó là nụ bằng hạt tiêu rồi, vậy có đúng Tết hay không? Hiện tại bây giờ là nếu mà như mà nó đã ra xe bằng hạt tiêu là có thể là đúng Tết nha các bạn ha. Tại vì cái thời tiết năm nay các bạn nó rất là lạnh luôn, thậm chí là mình ở trong miền Nam nè mà giờ này mà nó còn thấy lạnh luôn. Còn nếu như là miền Bắc là các bạn phải xông đèn á, nếu không xông đèn là sợ nó không kịp Tết luôn á. Thì đó là mình chia sẻ cho các bạn vậy. Rồi bạn Hoa Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình là em trồng nó lên tự nhiên bây giờ nó chết là do mà bạn không có xịt phòng cái hàng lỡ của rễ cho nó nha. Nó hàng Alias hoặc là hàng Ridomin ha, mình đã chia sẻ rồi. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Hoa Sứ Lý Trần. Bạn này bạn hỏi mình là mình ngắt ngọn xong thì mình xịt thuốc Atonit với bông chèo có được hay không? Là được nha bạn ha, bạn cứ xịt đi dẫn cho nó phát triển nha. Nhưng mà đồng thời thì mình phải
là thứ phân hữu cơ hoặc là những dòng phân hóa học mình đã chia sẻ, tặng cho nó cây của mình nó không có bị tông các bạn. Các bạn xịt nhiều quá thằng Atunis đi, cái cổ bông của nó rất là yếu luôn, đối với mà những cái giống mà cao lỡ là nó sẽ rất là yếu luôn nha các bạn ha. Còn lùn thì nó không sao nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Tùng Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi của mình á là cây của bạn là giờ này mà nó chưa có nụ nữa thì mình phải làm sao? Thì ở đây thì mình phải xông đèn cho nó nha, mình xông đèn với đồng thời ở đây thì mình tưới phân cho nó, xịt thằng rầu riếp vô cho mình là cây của bạn là nó phát triển nhanh ha. Mình câu hỏi ngày hôm nay, tiêu đề ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho bạn là nó làm nụ trễ đó. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Kim Tuyến nha, bạn này bạn hỏi mình á là dạng thọ của ở bạn là ở gần đường có sao không bạn? Thì như lúc nãy mình nói rồi, khi mà nó làm nụ á thì các bạn có thể là bạn che nó lại, mà khi mà nó đã xây kén rồi thì các bạn cứ để tự nhiên ha, là nó sẽ là mau phát triển luôn. Thậm chí mà khi mà cái bông dạng thọ của mình mà nó ở gần cái bóng đèn các bạn là nó sẽ bình nở bung hết cỡ luôn, nó còn ngon hơn là các bạn mà xịt dưỡng nữa, ngon hơn gấp 3-4 lần luôn á. Thì do đó thì các bạn muốn mà bông dạng thọ của mình to mà bự á thì các bạn có thể là xông đèn ha, ở gần đèn là khỏe ru luôn. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn mà nó làm nụ thì các bạn là cố gắng là bạn che lại, bạn mua một cái miếng lưới lan các bạn che nó lại là được nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Quỳnh Thị Thanh nè, bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ ban mai của bạn bây giờ yếu quá nên bón những cái dòng phân gì. Đối với dạng thọ ban mai thì các bạn nên sử dụng những cái dòng phân hữu cơ nha, ví dụ như bánh dầu nè, đạm cá hồi nè, phân dơi nè là được nha các bạn ha. Hạn chế sử dụng cái phân hóa học đi, tại vì mình mới các bạn mà tưới lỡ phạm cái là nó bị lỡ cổ rễ nó chết liền. Ở trên dạng thọ ban mai của mình á nó phản cảm đối với là trái lá này với lỡ cổ rễ nó chết, nó rất là dễ, nó khó trồng hơn cái bông dạng thọ thường của mình nha. Thịnh Khang bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn là đã làm nụ rồi bán 25 có được hay không? Là được nha bạn ha, còn bạn muốn mà sợ trễ thì các bạn xông đèn cho nó là được nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Hữu ha, bạn này bạn hỏi mình là bạn sẽ ngắt đi những cái bông cái và chừa đi những cái bông nách thôi, như vậy là nó có kịp Tết hay không? Thì cái thời điểm này là vẫn là kịp Tết nha bạn ha. Tiếp tục là câu hỏi của một bạn ha, thì bạn này mình không thấy được cái tên nhưng mà bạn hỏi mình là dạng thọ là không chín cao lỡ là cái cách ngắt ngọn nó như thế nào, bữa mùng 1 tháng 12 có được hay không? Thì ở đây thì bạn có thể là ngắt ngọn bữa mùng 1 tháng 12 âm lịch nha, thời điểm này thì nó hoàn toàn là nó kịp Tết nha. Nếu như mà thời tiết lạnh quá thì các bạn có thể là xông đèn. Rồi bạn Linh Bùi nè, bạn này bạn hỏi mình là hướng dương của em là bây giờ nó đã bằng cái ngón tay cái rồi, thì mình chia sẻ cho bạn về vấn đề là hướng dương nè. Hướng dương của bạn thì bạn muốn nhanh thì các bạn có thể là xịt giữa thằng Atonis ha, còn mà các bạn mà muốn nó chậm lại thì các bạn đem vào mát. Nó có y chang với cái bông dạng thọ, nó cũng không khác gì hết, nó chỉ khác ở một điểm á là cái bông dạng thọ của mình mà sớm quá mình có thể mình đi hai cơi, còn cái hướng dương này mình sẽ không có đi hai cơi được, tại vì nếu như là các bạn ngắt ngọn đúng không là nó sẽ không có ra bông á, nó chỉ ra những cái nách chèo thôi. Nó mình lưu ý cho bạn vậy, mình thậm chí mình đã ra những cái video ngắn trên kênh phụ của mình là Vườn Nhà Tôi Vlog á, thì bạn có thể lên vào đó các bạn xem ha, mình chia sẻ về hướng dương. Rồi bạn Linh Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình á là anh ơi cho em hỏi là cây của em bị chết rồi em xài phân thuốc gì? Phân chết bây giờ dạng thọ các bạn mà đã bị chết rồi các bạn có thể là bỏ thôi chứ không có sử dụng được phân thuốc gì đâu. Mình chỉ phòng được thằng Alias hoặc là thằng Ridumin thôi nha bạn ha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Đỗ Văn Anh nè. Bạn này bạn hỏi mình là siêu bông chèo với bé mập á thì mình pha chung để mình tưới được hay không? Là được nha bạn ha. Hoàn toàn là ok luôn, tại vì nó dạng nó xịt dưỡng thôi chứ không có gì hết. Rồi bạn là Trịnh Thị Thúy nè. Bạn này bạn hỏi mình là những cái dòng thuốc gì và tưới phân gì cho cái cây bông dạng thọ của mình là nó mau phát triển mạnh. Thì dòng thuốc thì các bạn thể sử dụng thằng bé mập với thằng siêu bung chèo ha, hoặc là các bạn sử dụng là những cái dòng thuốc có GA3 là cây của mình nó phát triển rất là nhanh luôn. Một nè, cơm cát nè, Atonis nè, rồi hoặc là đồ rip nè, hoặc là đề ca mông ha. Còn phân ở đây thì mình nên tưới những cái dòng phân hữu cơ là đạm cá hồi nè, rồi cũng như là cái bánh dầu ha, là được nha. Thậm chí sử dụng được những dòng phân hóa học luôn. Rồi bạn Sáu Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn là ngắt ngọn bữa 25 tháng 11 rồi, nay là mùng 1 tháng 12 đã ra nụ. Có sớm lắm không bạn? Thì thời tiết này nó rất là lạnh nha, bạn cứ để đi nó sẽ là đúng Tết thôi chứ nó không sớm đâu thầy. Năm nay cái thời tiết nó lạnh hơn những cái năm về trước nha các bạn ha. Các bạn lưu ý cho mình về cái phần này. Rồi bạn Rùa TV nè, bạn này bạn hỏi mình là anh ơi là cây của em là chèo nó rất là yếu luôn. Thì giờ có cách nào mà để giúp cây nó phát triển hay không? Thì ở giờ bạn cố gắng các bạn xông đèn cho nó đi ha, và các bạn xịt những cái hàng thuốc như là siêu bung chèo, bé mập nha, là được nha. Rồi bạn là Lê Ngọc Tâm là vui vẻ nè, bạn này bạn hỏi mình là hoa dạng thọ là có ánh đèn là có sao hay không? Là cùng cái chơi câu hỏi của một bạn trước ha. Thì ở đây thì mình nói lại cho một lần nữa nè, khi mà nó làm nụ thì các bạn nên che nó lại, mà khi mà nó đã xây kén thì các bạn cứ xông đèn thoải mái nha, như vậy thôi ha. Rồi bạn Sen Tâm nè, bạn này bạn hỏi mình là tưới phân lên lá có được hay không? Những cái dòng phân hữu cơ bạn có thể là bạn tưới lên lá là được, còn những cái dòng phân hóa học thì các bạn là không nên tưới ha, nó sẽ bị cháy lá đó. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Dũng Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình là xịt thuốc gì cho bông dạng thọ là to bông
xịt dưỡng Antonit nha, hoặc là Comcast, xịt ngay nó luôn là nó sẽ to. Còn nếu như bạn không xịt thì các bạn thấy sử dụng cái bóng đèn, cái bóng đèn là nó sẽ nở gấp 3-4 lần đối với cái thuốc dưỡng luôn. Bạn xài cái thuốc dưỡng đúng không, sau này á, là cái bông nhãn thầu của mình là có thể là nó mau nhạt màu, nó mau tàn, còn bạn xài cái bóng đèn á, là nó sẽ là lâu tàn hơn. Đó chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi, còn đúng hay không thì các bạn cứ tìm hiểu những cái kênh khác coi người ta nói sao. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Nhung Võ nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là mùng 1 tháng 12 là đã ra nụ rồi, như vậy là có đúng Tết hay không? Là vẫn là đúng Tết nha bạn ha. Tại vì năm nay thời tiết nó lạnh đó, các bạn mình sợ nó trễ luôn á. Thời tiết nó lạnh nó chậm phát triển lắm. Rồi bạn là Linh Võ nè. Bạn này bạn hỏi mình á, dạng thọ cao lỡ là mình đã có nụ rồi, như vậy có sớm hay không? Là không sớm nha bạn ha. Trùng câu hỏi trước luôn. Rồi Thuận Chí nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là cái dạng thọ của bạn đã bằng hạt tiêu rồi, như vậy là có kịp 23 hay không? Hạt tiêu thì kịp 23 nha, còn nếu như sợ nữa bạn xong đèn ha là nó rất là nhanh nha. Nhưng mà lưu ý là khi mà nó xây kén rồi các bạn mới xong đèn nha. Bạn Bằng Minh bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn đã có bằng hạt tiêu rồi, như vậy là có sớm hay không và cách khắc phục? Thì giờ này thì nó sớm thì nó không có là có sớm nha bạn nha. Rồi thì mình cũng đã trả lời một số câu hỏi của các bạn đã bình luận cho mình vào những cái video trước ha. Thì các bạn có câu hỏi gì nữa thì các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình, thì mình sẽ cố gắng mình trả lời hết cho các bạn nha. Rồi mình cũng xin được mến chào.